giải phóng mặt bằng được xác định là khâu khó khăn nhất trong quá trình triển khai dự án. Vì vậy, công tác tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng đã và đang được cán bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa quan tâm chỉ đạo để gỡ nút thắt trong quá trình triển khai. Với những cách làm hay, mô hình dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng đã tạo sự đồng thuận của người dân và giúp nhiều dự án, công trình trên địa bàn triển khai đảm bảo tiến độ. Dự án đường giao thông Thành Minh đi Thành Yên, huyện Thạch Thành là một trong những dự án lớn có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của huyện miền núi Thạch Thành. Dự án có tổng chiều dài 13 km, trong đó dự án đã đi qua xã Thành Minh dài tới 10,3 km với khoảng 160 hộ dân bị ảnh hưởng. Với phương châm linh hoạt, kiên trì, thận trọng, các tổ dân vận, tổ vận động luôn bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để phản ánh với cấp ủy, chính quyền, giải quyết kịp thời, hợp tình, hợp lý, nhất là các vấn đề vướng mắc, nảy sinh, khiếu kiện, khiếu nại. Từ chỗ chưa đồng thuận, đến nay 100% hộ dân bị ảnh hưởng của dự án trên địa bàn xã Thành Minh đã đồng thuận giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thực hiện dự án sớm theo dự kiến 30 ngày. Thôn chúng tôi nói chung là từ đầu thôn đến cuối thôn là bà con ai cũng ủng hộ tuyến đường này, là cống hiến đất và cây cối hoa màu để làm tuyến đường này, là chúng tôi rất đồng ý toàn bộ, không nhà ai phản ứng lại, kể cả gia đình nhà tôi. Chúng tôi cũng mong muốn là tuyến đường này nhanh sớm hoàn thiện để dân chúng tôi đi lại cho thoải mái. Nếu những dự án đó mà còn có những khó khăn nữa thì mặt dân vận, mặt trận tổ quốc huyện đã thành lập các cái tổ công tác trực tiếp xuống các thôn khu phố để tuyên truyền vận động cho từng hộ dân và từng người dân. Qua đó thì các hộ dân, người dân đã nắm bắt được đầy đủ chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và những sự cần thiết để đầu tư các cái dự án trọng điểm. Qua đó bà con nhân dân đã đồng tình hưởng ứng hiến đất di rời dân để thực hiện các dự án. Hiện nay hầu như toàn bộ các công trình dự án trên địa bàn huyện Yên Định liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng đều có những khó khăn, vướng mắc. Để gỡ điểm nghẽn này, cấp ủy, tổ chức Đảng luôn tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung vào các dự án trọng điểm đang còn tồn tại, vướng mắc, có kế hoạch, giải pháp dân vận cụ thể đối với từng việc với phương châm sâu sát, quyết liệt, kiên trì và linh hoạt. Mặt trận Tổ quốc ngoài việc gần gũi nắm bắt tâm tư, tình cảm của nhân dân còn kịp thời chia sẻ, giúp đỡ về nhân lực, vật lực để giải quyết những khó khăn trong việc phải tìm nhà thuê, tháo dỡ mặt bằng, di chuyển chỗ ở. Gia đình là cũng hết sức là đồng thuận với chủ trương của Đảng và nhà nước để xây dựng con đường. Thì gia đình đã sau khi nhận được quyết định về yêu cầu giải phóng mặt bằng thì gia đình cũng đã nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ thủ tục và bàn giao mặt bằng sạch cho ban quản lý dự án của huyện. Đồng thời là qua cái chủ trương này thì gia đình cũng mong muốn là con đường nhanh chóng là được hoàn thiện để nhân dân sớm đi vào ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế. Trình triển khai thực hiện tuyên truyền vận động thì cũng đã có sự đồng thuận người dân. Điển hình nhất này hiện nay thì trước đây thì có cái dự án ở khu công nghiệp ở Định Liên cũng phải có cái sự tham gia trực tiếp của huyện để tuyên truyền vận động. Phương án thì cũng thời gian đầu thì cũng có thấy là sẽ phải thực hiện cưỡng chế, tuy nhiên thì sau cái thời gian tuyên truyền vận động của hệ thống dân vận và mặt trận, các hộ đều đồng thuận và nhận tiền. Thời gian tới thì hệ thống dân vận và mặt trận Tổ quốc thì cũng sẽ tiếp tục nắm bắt cái tâm tư nguyện vọng và phản ánh đến các cấp các ngành để xem xét giải quyết theo cái quy định. Hiện thời điểm giải phóng mặt bằng là thời điểm sửa đổi luật đất đai, nên tâm lý người dân còn trông chờ vào việc đền bù giải phóng mặt bằng các dự án thuộc nhà nước thu hồi chênh nhiều so với dự án doanh nghiệp thỏa thuận với người dân. Nhu cầu về việc làm và sinh kế của người dân sau thu hồi đất, nhận thức và ý thức của một số bộ phận người dân trong việc thực hiện chủ trương thu hồi đất và chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng chưa cao. Tuy vậy, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với kết quả đạt được từ dân vận khéo trong công tác giải phóng mặt bằng vừa qua đã góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.